Tình hình kinh tế xã hội năm 2021 của tỉnh An Giang bị tác động bởi đại dịch COVID-19, song với sự quyết tâm cao của các cấp các ngành đã giúp tỉnh đạt được những thành tựu quan trọng. Năm 2021, trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm trong điều hành, chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, triển khai thực hiện của các cấp các ngành cùng với sự đồng lòng của người dân doanh nghiệp, kinh tế xã hội của An Giang có mức tăng trưởng 2,15%. Mức tăng này dù thấp hơn so với cùng kỳ, nhưng được xem là dấu hiệu tích cực trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng thời gian qua. Theo đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản được xem là động lực tăng trưởng của nền kinh tế trong giai đoạn phát triển khó khăn đầy thách thức hiện nay. Năng suất lúa của tỉnh tăng cao, chăn nuôi tăng trưởng ổn định, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng nông sản tăng khá so với cùng kỳ. Ước tăng trưởng cho khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 2,22%, cao hơn cùng kỳ năm 2020 là 1,97%. Xác định nông nghiệp là thế mạnh, tỉnh An Giang triển khai kế hoạch thúc đẩy sản xuất, thích ứng phù hợp với tình hình mới, tập trung phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác gắn với tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025, thực hiện nhanh kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Tỉnh sẽ rà soát xác lập các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trọng điểm cho từng sản phẩm cụ thể, phù hợp thực tiễn và tầm nhìn đến năm 2030. Phát triển các hệ thống sản xuất và cung ứng giống nông nghiệp chất lượng cao, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa nông sản theo hướng mỗi địa phương có từ 1 đến 2 sản phẩm chủ lực đủ sức cạnh tranh và hội nhập. Bên cạnh đó, An Giang tiếp tục chuyển dịch đất lúa kém hiệu quả sang những loại cây qua màu có giá trị kinh tế cao hơn, mở rộng áp dụng tiêu chuẩn Global Gap, Việt Gap để giảm giá thành, nâng cao năng suất và lợi nhuận cho người dân, tăng cường mời gọi các doanh nghiệp đầu tư về nông thôn, chủ động sự đóng góp của các tổ chức cá nhân, các nhà mạnh thường quân và người dân tham gia xây dựng nông thôn mới ngày càng khang trang hiện đại để nông thôn thực sự là nơi đáng sống.